Rồi, hiện tại mình đã tới nhà nghệ nhân rồi nha. Ủa em tên là tên Hiếu. Em tên Hiếu anh. Tên Hiếu hả? Dạ. Đây là con Gia Lai. Chờ anh quay chứ nha. Dạ. Ủa trong đây là chim hết, nói chung chim hết anh. Lồng nào cũng có chim hết. Dạ. Thế hai cái lồng dưới thì không có anh. À hai lồng dưới không có. Nhà mình là được tổng cộng là bao nhiêu con chim Gia Lai? Gia Lai chắc 5 con anh, 5 hoặc 6 con gì ạ? À chắc 5 con đấy anh. À. Đây con Gia Lai anh. Gia Lai hả? Anh khói Gia Lai. Đây là con Gia Lai cũng thuần đấy. Ở đất đo mình có cái anh Tuấn Trương á. À dạ. Anh có con chim Gia Lai mà năm vừa rồi đây nó đá 10 chiếc xe. À con Ba Giang đấy gì cơ? Đúng rồi, con Ba Giang á. Hello, mình xin chào cả nhà nha. Đầu video mình xin chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều may mắn, thật là nhiều niềm vui nha cả nhà. Ngày hôm nay lại tiếp tục một cái chương trình gõ cửa thăm nhà nghệ nhân nha. Mà cái nghệ nhân được xuất hiện trong cái video của mình ngày hôm nay rất là đặc biệt cả nhà. Cả nhà nhìn phía trước là cả nhà tự hiểu rồi nha. Hai bên toàn là cao su không nha cả nhà. Hai bên toàn là cây cao su không. Nghệ nhân này ở xã Châu Giang, Cẩm Bình. Xã Châu Giang, Cẩm Bình nha cả nhà. Cách thị trấn mình bao nhiêu cây số mình cũng chưa đổ được nữa cả nha. Đó bây giờ thì ngày hôm nay mình mời cả nhà cùng mình theo dõi cái video ngày hôm nay. Mình đi thăm nhà nghệ nhân đặc biệt này. Và xem thử có chiến binh nào VIP mình chia sẻ lại của nghệ nhân này một chiến binh. Đó vậy nha cả nhà. Thì trên đường mà từ nhà mình chạy ra điểm này là mình đi cũng một đoạn rồi cả nha. Đó mình đi một đoạn rồi, tại vì bên trong thị trấn chỗ mình thì xe cộ nó ồn ào lắm. Thành ra là mình ra cái khu này vắng vắng mình mới bắt đầu mình quay nha. Đó anh em nhìn thấy không? Hai bên này toàn cao su không? Đó cả nhà biết sao mà cái nghệ nhân này mình nói đặc biệt không? Tại vì cái bạn này bạn ở xa cái trung tâm thị trấn huyện mình. Cái nơi bạn sinh sống thì gần như là không có trường chim. Đó, bạn nuôi chim, bạn chơi chim chỉ vì là cái đam mê của bạn thôi. Đó, gần như bạn rất là ít đi dợt vàng hay là đi thi đấu. Đó, nó dạng vậy cả nhà. Cho nên nó đặc biệt là đặc biệt chỗ đó. Còn mà những anh em giống như mình ở những cái nơi mà phong trào chim mạnh nè, trường chim rất là nhiều nè, thì mình chơi thì cái điều này nó khá là bình thường cả nha. Còn những anh em mà ở xa xôi á, người ta chơi chỉ vì đam mê thôi. Tại vì người ta đâu có thi đấu được, ở xa lắm. Đó, bây giờ thì mình không có dài dòng nữa. Mời cả nhà cùng mình đón xem video ngày hôm nay. Gõ cửa thăm nhà nghệ nhân nha. Ok. Let's go. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop as we shout from the top. Hình gần tới rồi nha cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy cái bảng không? Cống Châu Giang Cẩm Bình. Chiều rộng 3m, chiều dài 11,8. Xã Hờ Nen. Xã Hờ Nen, huyện Đắk Đo nha cả nhà. Đó, tình hình thì bây giờ qua cái cầu này là nó bước qua địa phận của Châu Giang Cẩm Bình rồi. Đó, ok. Bây giờ thì tình hình nhà của cái bạn đó cũng gần gần thôi cả nhà. Gần gần thôi. Mình có trao đổi mình với bạn đó thì bạn đã có hướng dẫn mình thì cũng dễ tìm cả nha. Bây giờ là 12 giờ kém 20 phút. 12 giờ kém 20 phút nha cả nhà. Đó thì tại vì sáng nay bạn bận làm á, cho nên là tới giờ này thì bạn mới làm về, cho nên là mình mới đi quay video được. Đó cả nhà. Có rất là nhiều anh em kêu mình là làm video thường xuyên để xem cho vui nhưng mà khó lắm. Tại vì mình phải xác định là cái một ngày mình làm video thì mình bận rộn lắm đó nha, làm từ sáng tới chiều. Xong rồi ngày hôm sau thì mình rảnh bắt đầu mình định hướng là ngày mai sẽ đi về đâu. Cho nên là thông thường thì 2 ngày mình làm một cái video được cả nha. Nếu mà mình làm video ở nhà mình á
thì dễ lắm, một ngày làm một cái đơn giản. Nhưng mà hành trình đi thăm nhà người này, thăm nhà người kia thì bắt buộc mình phải có cái thời gian để mà mình định hướng, xác định cái vị trí mình muốn đi đâu. Đó vậy nha. Thôi bây giờ không mất thời gian nha, đi nha. Gần tới rồi cả nhà ơi. Chắc là sắp tới rồi. Nhà đây phải không ta? Hình như nhà này. Hello, chào em. Em tưởng anh quên nhà rồi chứ. Hả? À, mình nhớ nhớ đâu cái khúc này. À, đây này, cám sinh sản, cám đột biến. Đây đây đây. Này anh tặng em hai gói cám dùng trải nghiệm nha. Dạ. Của bạn Vũ Công Tâm. Cân tum mà. Đúng rồi. Dạ. Em cảm ơn nhé. Vừa đứng đó anh. À. Nhà mình nuôi nhiều chim không? Nuôi chục con, hơn chục con. Hơn chục con. À, chục con là chim Gia Lai là được mấy con? 4-5 con được anh. À dạ con chào chú. Dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Nuôi nghe hát cũng vui mà anh, chỉ chẳng đi giặt cà phê à. Rồi, hiện tại mình đã tới nhà nghệ nhân rồi nha. Ủa em tên là tên Hiếu. Em tên Hiếu anh. Tên Hiếu hả? Dạ. Đây là con Gia Lai. Cho anh quay chứ nha. Dạ. Ủa trong đây là chim hết, nói chung chim hết anh. Lồng động có chim hết. Dạ. Thế hai cái lồng dưới thì không có anh. À hai lồng dưới không có. Nhà mình là được tổng cộng là bao nhiêu con chim Gia Lai? Gia Lai chắc 5 con anh, 5 hoặc 6 con gì ạ? À chắc 5 con đấy anh. À. Đây con Gia Lai anh này. Gia Lai hả? Anh khói Gia Lai. Đây là con Gia Lai cũng thuần nè. Ở đất đo mình có cái anh Tuấn Trương á. À dạ. Anh có con chim Gia Lai mà năm vừa rồi đây nó đá 10 chiếc xe. À con Ba Giang đấy gì cơ? Đúng rồi, con Ba Giang á. Người ta cứ kêu là chim Gia Lai nhỏ chơi không được. Dạ. Ảnh con chim anh đá chục chiếc xe là thấy ghê không? Dạ. Thế mình nâng cấp là chim Gia Lai đây chứ à. Anh. Đây con Gia Lai này. Nhà em có tấm xài tấm lòng của anh à? Dạ đó, hôm trước em đặt trên TikTok của anh á. À nãy đi qua đem đây Gia Lai này. Đây Gia Lai. Để bữa nào anh đem cho mấy tấm cho xài nha. Dạ. Quên lẫn hồi nãy đi lượm cám đi quên mất. Ồ đây là hai con chim Gia Lai. Hai Gia Lai anh. Đây là con Gia Lai này. Bốn con Gia Lai. Nó quen cũng quen mặt rồi nên nó ấy. Dạ. Nó nhìn chim nữa. Chim cùng một nhà mà. Cái con Gia Lai này đẹp ghê cả nha. Con thấy cái màu nó đá lên nha. Ờ, trong bốn con Gia Lai con nào lầm trùm đó? Con nào? Thì con mồi trong nhà vừa cà phê vừa mồi được. Nhưng mà nó ấy sáng nay em phát hiện nó, hôm qua em để ngoài á. À nó ho đúng không? Nó hơi ho, nhưng mà giọng nó hay lắm anh. Ồ con mà chắc da vẫn sổ được á. Con này đẹp. Cái con này màu nó đinh đinh tê tê ha? Màu tê anh. Màu tê. Màu tê. Đây cái này sáng hôm qua em cho tập lực mà tối em quên chưa cho vô này. Ủa cái con này chân nó có yếu không? Không phải, nó có nhảy kiểu ấy, kiểu như nhảy cóc ấy. À nó nhảy cóc, chim nhảy cóc. Này con này cái này con bị ho anh này. Mà giọng hay lắm ấy. À. Con đi cà phê rồi, vừa cà phê vừa mồi anh. Vừa cà phê vừa mồi. Dạ. Tính ra con Gia Lai này to ghê ha. Dạ con Gia Lai mà giọng hay hơn mấy con kia. Giọng hay nhất. Dạ yên giọng nó nhỏ mà to lắm anh. Ủa mà nó cái con này nó có bị lỗi gì không? Không nổi đâu anh. Không bị lỗi gì.
Như hôm nay đâu ấy, như hôm qua là em cho cái lực ấy, tối em quên cho vô, sáng nay em thấy hơi ho. À, ho không sao. Con dây lai này đẹp quá. Dây lai mà bộ nó phần ra hỉ hộm ha. Con đi vừa cà phê ấy vừa mồi được anh. Vừa cà phê vừa mồi được không? À, hình như nó làm trùm cho nên mấy con kia bị hơi ngại nó đúng không? Nói chung là cũng ưng thì nó phải chơi lại à. Nói chung là chim nhà mà anh. ham nói chuyện quá, quay cái màn hình bên trên, cả nhà thông cảm nha. Yeah. Mình đang tập trung mình quan sát cái con gia lai này cả nhà. Đẹp quá. Con gia lai này cái bộ ngực nó đầu to. Màu đinh hơi tê tê. Màu đinh hơi tê tê, đầu to. Đây có phải cắm bụi ngoài anh. Giờ mới nó trong rừng. À. Cũng màu con sủi đặc mà nó lên nó đấu lên nó mà lên nha. À. Cái con này là chim vùng vùng ngoài. Dạ vùng ngoài. Vậy là như mấy con gia lai này em chia sẻ làm sao? Cứ 2 đồng một con anh, thích bắt con nào bắt anh. 2 triệu một con. Dạ con tê cái nhỏ nhỏ thì đồng 2 đi anh. À cái con tê nhảy nhảy cóc dạ, là 1 nhảy triệu 2. Nhảy cóc nhỏ nhỏ á. Còn so bộ biết thì nó thua 3 con kia anh. Phải là đồng 2 đi. Ờ đồng 2 còn lại là 3 con còn lại là 2 đồng. 2 đồng anh. 2 con đồng. Lực cà phê được rồi anh. À, bây giờ mình đỡ cái chỗ kia được không ta? Dạ. Cái chỗ này nó hơi khuất khuất á. Dạ, chắc nó hơi tối nữa anh. Hơi tối anh quay video. Mình xem thì được nhưng mà những anh em trên YouTube á, người ta xem người ta không có thấy. Thôi cứ cho ta cho quang được anh nhỉ. Vậy hả? Quang ừ, thôi về cũng được. Để ngoài trống. Mình thì nói chung mình ở ngoài mình xem được cả nhà. Nhưng mà sợ là quay cho anh em xem á thì anh em xem không được. Đó, vậy có vẻ ổn hơn nè. Cái con kia gia lai được cưng chiều hơn sao được ở lòng lực vậy? Đâu thì anh thì thoảng em đổi cho nó mà anh. À đổi cho nó bay nhảy hả? Dạ. Sao anh nhìn anh bị rối ra, hình như cái con này là không phải gia lai đúng không? À, con đấy vùng ngoài anh. Đây này. À vùng ngoài. Con đấy rồi. Hôm trước là nó chép với con ấy anh. Nó chép với con đồng đen em đăng á. À. Con đấy bộ cũng đẹp chứ anh? Ờ đẹp. Không có màu đâu mà thường màu lên. Tính ra cái con gia lai này nó to ngang con chim vùng ngoài luôn trời. Thì nó lội trội mà. Ủa mà cái con gia lai mồi này là gốc nó ở đâu em? Em bẫy được hay sao? Không, cái con đấy ở ấy á. Em đổi với thằng em á. À, là thằng em nó bẫy được, nó bắt được hay sao? Dạ. Con kia con ngoài cùng lại có con chim vùng ngoài. À. Cái con vùng ngoài đẹp ghê ta. Cái con vùng ngoài thì chia sẻ bao nhiêu tiền? Cũng 2 đồng anh, con đấy tâm huyết của em á. Đây, trong đây em còn một con đấy tâm huyết, đây mà siêu nhát. Con này chắc em phải cho lên xào cách xa xa người á. Đẹp quá anh, con này đẹp. Con đen này à, đẹp nhưng mà chim vùng khác, nó không phải là chim gia lai. Đẹp với em cả nha. Để giùm cái cho anh em xem nha. Đẹp lắm, nói chung con này đẹp lắm. Cánh xệ màu lăng. Nhìn là hết nước. Nhưng cái này phải treo lên cái xào kia xa người á, là nó chơi hết anh. À không sao vậy, để anh ngồi anh né ra một xíu. Ôi sao tự nhiên nắng lên dữ ta. Ngồi né nếp nếp một xíu. Chỗ đây sao mà có nước ta? Không, lúc em ấy em xịt em lừa con bò lên á. À. Ờ 2, 2, 4, 6, 7 con. À, 7 con chim này là có một con là 1,2 triệu. Con 1,2 triệu đã mất tiêu ta. À, con 1,2 triệu ở cái lồng xanh xanh nhảy cóc đây anh. À rồi thấy à, cái con chim nhảy cóc. Đó nó đang nhảy cóc đó cả nha. Cái nết nó cũng nhảy cóc lật cầu rồi chứ ha. Còn màu gọi là tê bi, đậu bi anh. À đậu bi. Con này thì con bổi. Bổi. Con đó thì 1,2 triệu. À, còn lại những con kia là 2 triệu.
cái con nhảy cóc đó em xách ra vàng chơi lần nào chưa? Chưa anh. Bây giờ con đấy nó vẫn chưa thuần mấy á. À. Con nói là mình bẫy được hay là mình chia lại? Chia lại anh. Chia lại. Cái con gia lai mồi của em hình như nó ho, nó bị yếu đúng không? Dạ thì ho mà anh, thì em bảo là ấy mà, hôm qua em thả lực lên này, tối em quên cất á. À. Tính ra trong bốn con gia lai là nó to con đẹp trai nhất. Cái con này nè cả nhà, con này nè. Không anh em nào thích thì em chia lại con bổi này, cái xương hót anh này. Cái con mồi này là em có sách đi cà phê rồi. Dạ cà phê rồi anh. À. Nó ra cà phê nó đánh tốt không? Đánh tốt anh. Còn hai con treo lên xào kia. Hai cái bổi anh. À, đồng hai ấy cơ. Để em xách con. Hai con treo trên đó là chỉ bổi thôi nha. Là hai con đó là chia sẻ 1.200.000. Dạ. À. Chia sẻ giá quá bình dân luôn nha cả nhà. Chim chỉ có 2.200.000 rồi thôi. Nói chung là cũng chia sẻ bình dân cho anh em cũng cùng à. Đam mê giao lưu quá. À. Nói chung là bóng bộ thì chim ổn hết anh, ok hết á. À. À, nãy giờ mình nhìn ba con đó là ba con bổi hết luôn. Như ba bổi anh. À, mình nhìn thì mình vẫn thích cái con này cả nhà. Con này nó là chim mồi. Vừa là chim mồi vừa là chim cà phê. À, so cái hình bộ chim gia lai thì con này rất là đẹp nha cả nhà. Đẹp lắm. Chim gia lai mà nó to con, ngực nó có cái bộ ngực cả nhà. Với nó liền. Nhưng mà con này nó đang bị ho. Con này thì ngày hôm qua bạn Hiếu cho thả lực á. Quên xách vô, thế là để chiều tối gió nó lạnh á. Sáng nay nó ho. Nãy giờ thì nghe nó ho vài tiếng. Rồi không sao, nhà mình có thuốc ho. Nhà mình có thuốc. Cái con này nó thay lông lâu chưa Hiếu? Cũng tầm tháng rồi anh. À, vừa xong lông được tháng hả? Dạ, giờ đa số là đây thay tầm thay xong hết rồi, còn có hai con trong nhà đang thay á cơ. À. Anh em nào muốn chăm lông em chia lại cho chăm lông cũng được. À. Còn cái con chim miền màu lăng lăng kia là con đó là em đi vàng lần nào chưa? À chưa anh, con đấy cũng nhát em chưa đi á. Chưa đi vàng luôn. Dạ. À. Chỉ là mình chỉ có ở nhà mình chơi ở nhà mình thôi. Chơi ở nhà với cả anh em quanh quanh đây thỉnh thoảng xích tới rồi. À anh em quanh. Rồi mình có xách vào nhà anh em chơi không? Thì thỉnh thoảng với xách lên đây nhà hàng cu cái bờ chủ nhật đó cơ. À xách vào xách lại. Dạ xích qua xích lại với anh em quanh quanh làng á, cho con đấy nóng nhát mà anh. Trong đây không có ai làm cái quán cà phê chim đồ anh em giật chơi ha. Dạ không, cho anh em chơi ít lắm anh. Có 2-3 anh em mà. À có 2-3 người à. Chơi chim nó vậy nó cũng hơi buồn đúng không? Dạ. Rồi chừng nào em ra ngồi thị trấn? À, thị trấn á, tầm nửa bảy á. Thì chủ nhật anh. Chủ nhật là... Bữa nay thứ mấy ta? Bữa nay thứ năm anh. Bữa nay thứ năm. Chủ nhật ra hú anh nè. Dạ dạ. Anh tặng ít tấm nước lòng xài. Thì thứ ấy hôm đấy anh em mình ra giật cà phê nữa. À. Chỉ là mình ở trong đây là một tuần mình sắp xếp thời gian, nhiều khi một tuần mới ra một lần. Dạ thường thường đa số là tuần đi chủ nhật anh. Còn đâu mà rảnh rảnh mà không mắc cái việc thì này ra đi ra giật mà mắc việc rồi thôi anh. À, mắc việc thì thôi. À, mình rất là thích cái con gia lai này nha cả nhà. Đây nè, để mình dâm cho anh em xem nè. Không, con gia lai lên ở ngoài cùng một chương cà phê rồi anh. À. Cái con mùa này mới xong đông em chưa đi á. À, cái con lồng lực đó đúng không? Không, con lồng lực thì cà phê nạ rồi anh. Con à. Cái vuông chạm ấy cái vuông à cái vuông chạm bên ngoài kia không con để anh nhảy cắp với anh con ngồi cùng á à con ngồi cùng kia dạ vuông lùn nha anh à đó à, đó cái con đang đứng phía sau nhảy cả nha đó con nó là con chim gia lai là cũng cà phê rồi còn cái con này là con nhảy cắp nè con nhảy cắp có vẻ nó bị mấy con chim nhà đè đó. Còn cái con này thì con chim gốc chim mồi. Chơi cà phê được luôn. Mình cũng thích con này nè cả nhà.
Nó đang bị ho, đang yếu lửa. Chim mới song lông được 1 tháng. Với lại là mình thích thêm một cái con này nữa nè cả nhà. Con này nhìn cũng đẹp. Màu lăng. Đó, giữ màn hình nè cả nhà. Màu lăng lúc nãy đấu đấu ra bộ nhìn cũng đẹp. Vậy là còn mấy con chim trong nhà là chim đang lông anh. Đang lông. Thôi đang lông khỏi đó. Đang lông khỏi đó. Cái bà này là chim miền mà biết miền ở đâu không? Cao Bằng anh. Chim Cao Bằng hả? Cao Bằng anh. À, là mình mua lúc nó còn bổi. Nó bổi á. Là mình mua của bà Thư á anh. À, rồi mình mua mình nuôi được bao lâu rồi? Con này gần mùa rồi anh. Gần một năm rồi. Dạ. Đợt tôi mua tầm tháng ấy, 4 tháng 5 năm ngoái. À, tháng 4 tháng 5 năm ngoái. Gần một năm vậy ta, mình lột cái bộ lông rừng đó. Dạ, nó có lấy lột lông rừng đấy. À. Cái con ngoài cùng chưa là viên lông rừng anh này. Cái con mà lồng gỗ ấy, gỗ. Gỗ muồng á. Gỗ muồng bên ngoài đúng không? Dạ. Hôm qua con đấy còn zin lông rừng, con đấy thì mới. Con đấy em mới bắt. Là con này là còn zin lông rừng. Dạ, con màu gọi là hơi tê đó. À. Nó cũng dạng tê. Dạ, tê. Đinh tê lăng lăng á. Cái con này là con nhảy cấp rồi cả nha. Chim cùng một nhà thì dạng như nó sẽ bị đè nhau, nó khớp nhau. Ủa con nào mới ho? Không, con đẩy rồi nha. Chim cùng một nhà thì nó sẽ bị đè nhau, nó khớp nhau cho nên nó đấu nó cũng không có sung lắm nha cả nha. Chủ yếu mình xem sơ qua và mình nhìn cái bóng bộ nó. Cái bóng bộ nó mình nhìn mình thấy và mình về mình chăm lại thì nó sẽ ok hơn. Mình chăm lửa củi ổn định xong thì mình sẽ cho đấu đi đấu vàng cả nha. Đi đấu vàng. Lên vàng nó sẽ đấu, nó gặp chim lạ nó đấu khác. Còn chim một nhà thì gần như nó phân biệt lớn nhỏ hết rồi. Cái con Gia Lai phía đằng sau này thấy đấy, cũng đang chơi tốt rồi nha. Đây, đó. Con Gia Lai phía đằng sau. Con Gia Lai phía đằng sau thấy con chơi ok nè. Đó cả nha. Bây giờ thì mình đang phân vân hai con này nha cả nha. Đây là một con chim Cao Bằng. Chim cao bằng đúng không? Dạ, Cao Bằng ấy. Cao Bằng. Đây là một con chim Gia Lai. Vừa chim mồi vừa chơi cà phê được. Nó đang bị ho cho nên là nó yếu. Đó, nó mới vừa ho đó. Đó, con này nó đấu lúc nãy ra bộ khá là đẹp. Lực. Nó đánh hai cầu thẳng hả? Thì em mới cho đều cho đánh hai cầu thẳng á. À, hai con nó quất nhau. Nhích ra một xíu. Hai con nó gần quá, nó xúc. Vậy bây giờ em chia sẻ lại cho anh cái con Gia Lai này nha. Con này ho anh. Ho về anh có thuốc mà lo gì. Dạ. Chia sẻ lại anh nha. Dạ dạ. Anh coi hộp nhãn thì anh cứ ấy thôi. À, 2 triệu đúng không? Dạ. Cái con này nó được bao nhiêu mùa rồi? Con này phải tầm 4 mùa anh. 4 mùa hả? Dạ, con này nói chung là anh bây giờ mà muốn mồi ok anh. Cứ kê lồng sập mà nó qua lồng sập ngay à. À, là nó đi mồi chuyên nghiệp rồi. Dạ. Nó không có ngước có gì vậy đâu không? Không, cái này không ngước không ngoái đâu anh. À. Cái con này anh cũng thích. Cái con này anh cũng thích ghê á. Phân vân hai con. Con này chắc để bữa sau có tiền vô lụm luôn nha. Anh ưng thì em để chịu những lực sao đâu. Ngày trước cô Dương người ấy mà không chịu em cả chục triệu cái gì đâu.
Cái đợt nào mà cô Dương mới mở trường anh à. Bắt em chắc là 20-30 triệu á. À, bắt hai ba chục triệu tiền chim. Dạ, bắt nguyên cửa là nguyên cả chim, cả lồng, cả ao vi. À, quốc nguyên bày luôn. Dạ. Yeah. Con này con bổi mới lột lông rừng xong, mình nhìn thấy cũng ổn lắm nha cả nhà. À, em Hiếu chia sẻ giá hợp lý quá, có 2 triệu rẻ quá. Giá hợp lý. Mấy con chim này thì về nhà nuôi cực kỳ nhanh, nhanh chơi. Cực kỳ nhanh chơi. À, bổi mới thì nuôi nó nhát, nó bay, nó tung thôi. Chứ còn cái con này thì nó lột lông rừng rồi. Mình về mình chăm ổn định là đi cà phê. Hên hên thì có thể đi thi được. Đó, bổi thì lột rừng rồi, về nuôi nó yên tâm, nó khỏe lắm. Còn con này thì 4 mùa rồi. Con này về nhà mình thì mình sẽ điều trị ho cho nó xong thì tầm 10 ngày sau, ở đó nó mới ho cả nhà, nó mới vừa ho xong á, 10 ngày sau là cả nhà sẽ thấy em này khác hẳn luôn. Đẹp. Thôi chốt em Gia Lai đi. Nhận được, em nhận được rồi. Qua chưa? Dạ em nhận được rồi. À rồi, cảm ơn nha. Dạ. Thu phục thêm một em chiến binh Gia Lai nha cả nhà. Con này thì lúc nãy vừa đem ra là mình thấy mình thích ngay từ cái nhìn đầu tiên à. Đó, bây giờ thì nó ho thì nó yếu xìu xìu vậy thôi. Nhưng mà mình vẫn thích nó cả nhà. Con trong lồng lọc này thì nhảy nhảy chứ nó cũng khá là ok nè. Đó, mới nhá cảnh đó. Con nhảy cóc. Con lồng đỏ này là con chim miền. Thêm một con chim cao bằng. Hai con cao bằng luôn này. Hai con cao bằng giáp nhau. À, hai cao bằng giáp nhau. Một con lân, một con cá lá lân gì. À, rồi. Chia thêm con nữa. Cái con lồng đỏ này em chia nhiêu hai đồng anh. Con lồng đỏ nè. Dạ. Cũng 2 triệu. Dạ. Con chim đây cũng 2 triệu luôn. Dạ, trên đấy là ba con gần nhau là 2 triệu anh. À. Một con mồi, một con lồng đỏ, mấy con lân. Con lân giống như anh trăm căng đánh đít xẻ anh. À, nó đánh xẻ. Đây này em có clip đợt tới này. Đợt nó chưa lông này. Cái con này nhìn bộ anh cũng thích lắm. Anh nhìn anh cũng thích nó. Cái đuôi nè, cái đuôi nó lúc nào nó cũng hơi xè xè. Không, yên nó căng nó còn xè ấy á. À, nó căng nó xè nữa hả? Đây đây anh này, cái clip đó trước em quay đây. Clip quay lại hả? Đây cái kênh đây. Không, phải cái này cần đây này. Đây đây này. Đây. Đây clip đây. Nó cái đồng này này. Nó ở lồng nào? À, nó ở lồng đây này. Đây tôi đánh anh. À. Đặt nó chưa lồng thôi. Là đợt nó chưa rớt lồng rừng nữa. Nó chưa rớt lồng rồi anh. Ủa ghê trời. Đặt nó đủ. Chưa rớt nông chanh cái kia trên đây mà chưa có mà anh. À. Đợt trên rớt nông á. Nó hay ban xề cho ta. Dạ. Nhưng bây giờ nó yếu nó xong mới xong lông, nó yếu với cả em mới đổi cám này. À, em mới được em mua được 5 bì mới ăn được 2 bì còn 3 bì á. À, đổi được mấy ngày rồi. Hơn chục ngày anh. Hơn chục ngày. Dạ. Vậy nó chưa ổn định đâu. Ồ, tình hình sao thấy ngứa tay ngứa chân quá ta. Chắc bắt thêm nữa. Hay là anh xách thêm một con nữa được không? Dạ thì được, ok đó anh. Rồi bữa nào anh khoảng 1-2 ngày à? Anh gửi tiền cho. Dạ ok anh. Gửi lòng luôn. Hay là chủ nhật có ra huyện chơi á? Dạ. Cái anh gửi tiền luôn cho nha. Dạ ok anh. Thôi tình hình anh chốt cả cặp rồi đi. Để đi cho nó mau lẹ đi. Dạ. Còn cái con đinh kia bữa sau đây, bữa sau có tiền vô quất nha. Dạ. Vậy em xách xuống giúp anh này. Xong rồi cái chủ nhật này ra cái
anh gửi tiền, anh gửi lòng luôn. Anh lòng bữa nào anh vô gửi anh chứ. Thì em ý là dạng như là có khi là chủ nhật này anh sẽ vô, anh sẽ bắt thêm cái con kia nữa. Dạ. Đó nó dạng vậy. Thì chủ nhật là em xích lòng đi rồi làm sao mà xích về. Rồi ok. Còn đây anh. Lấy luôn cả cặp này cả nha. Con này thì một cái con chim nết xòe cả nha. Con này nó có vẻ nó dạng hơn con kia đúng không? Con kia nó hơi nhát. Con kia xuống đây không được đâu anh. Con kia xuống đây là chắc nó bay rồi. Dạ nó bay đó. Con gia lai này thì mình rất là thích nha cả nha. Lúc nãy nó ra bộ là mình nhìn thích nhưng mà nó đang ho, đang yếu lắm. Mà cái lông nó trên lưng nó có vẻ nó sơ sơ ha. Dạ kia nó già quá. À lông nó khô nó sơ sơ. Cả cái thay lông mình cái cám nó không được đạt anh. Dạ con đây đây. Mới ăn chưa ấy mà cám nó mới chưa khuôn mà anh. À. Nó chưa quen cái đường ruột đó. Nó chưa có hợp, nó chưa có chịu, dạ. Chưa chịu cám. Này đơn giản là anh xử lý được. Rồi ok anh cảm ơn em. Dạ. Bắt tay cái. Dạ. Ok. Bây giờ thì mình sẽ về đây cả nha. Hẹn cả nhà gặp lại ở video sau nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye.